Phản ứng bất ngờ của Phương Thanh khi anti-fan nhận xét mặt càng già nhìn càng ác. Mặc dù đang lưu diễn tại Mỹ, song Phương Thanh vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh chia sẻ của mình trên trang cá nhân. Mới đây, bên dưới một bài đăng của Phương Thanh, một cư dân mạng đã bất ngờ để lại nhận xét kém duyên. Mặt Phương Thanh nhìn càng già càng ác, hậu vận không tốt, Phương Thanh nên tu tâm dưỡng tính thì tốt hơn. Đáng chú ý, người này còn khẳng định quen biết nữ ca sĩ. Mình biết Phương Thanh từ lúc còn trẻ, trước đây Phương Thanh ra Hà Nội thường xuyên mà. Vì mình thấy Phương Thanh hay đi tu nên mình khuyên vậy thôi. Tuy nhiên ngay sau đó Phương Thanh lại có phản hồi hoàn toàn trái ngược. Bà này hay là đứa con gái này ảo tưởng, bà Tranh ra Hà Nội không bao giờ gặp ai ngoài các ban nhạc, ca sĩ, cũng không tu chung với bà nào ở Hà Nội nhé. Có gặp người ta được đâu mà nhận bừa mình biết. Thời trẻ chỉ đi với hai bà Hương Loan và Phương Loan, giờ tầm 62 tuổi là hay đi chung ngày xưa, giờ hết lâu rồi. Mình ác mà cứ tưởng người ta ác, ảo tưởng sự quen biết, tiểu nhân thì nhận mình là tiểu nhân đi. Bạn nghĩ sao về màn đối đáp anti-fan này của Phương Thanh?